Mở đầu chuyên mục camera nóng hôm nay là một tình huống nhập nha vô cùng kỳ lạ, khiến nhiều người dân không khỏi bàng hoàng. Theo đó thì một tên đạo chích đã có phong cách ăn mặc kiểu sốc, rất khó hiểu, thực hư ra sao. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi đoạn camera ngay sau đây. Đoạn clip được bạn của chủ nhà đăng tải trên mạng xã hội để tìm danh tính tên trộm. Người đăng cho biết vụ trộm xảy ra vào đêm ngày 9 tháng 9 trong một căn nhà ở khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Hình ảnh từ camera cho thấy tên trộm là một thanh niên trẻ trung, khỏe mạnh, đeo kính, mặc áo thun nhưng không mặc quần. Tên này lén lút nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, lén xuống tầng trệt, trộm hết số tiền để trong tủ của chủ nhà. Sau đó lại rón rén đi lên lầu tẩu thoát bằng lối cũ. Nhiều bình luận tỏ ra ngạc nhiên với vụ việc hiếm có này, đa phần đều chú ý vào bộ dạng của tên trộm. Nhiều người không thể ngờ rằng tên thanh niên này lại có sở thích vô cùng biến thái như thế khi lén vào nhà dân để trộm cắp. Tuy nhiên, một số khác lại suy nghĩ hắn ta do mặc chiếc áo phông khá rộng và dài nên có thể sẽ phủ mất đi chiếc quần đùi của mình. Chuyên mục camera nóng đã nhiều lần đưa tin cảnh báo đến người dân về chiêu thức trộm đồ tại các cửa hàng thời trang của những đối tượng giả vờ là khách hàng sang. Dù đề cao cảnh giác nhưng người dân vẫn sập bẫy. Như vụ việc vừa xảy ra tại một cửa hàng thời trang ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh sau đây, nữ đạo chích này đã rất tinh xảo, lợi dụng lúc nhân viên shop lấy quần áo và chọn size cho khách thử, vì khách nữ đội nón mềm, đeo khẩu trang, đã nhanh tay chớp lấy điện thoại để trong túi xách một cách nhanh gọn. Theo đó, người phụ nữ này đi vào shop quần áo, vờ chọn đồ nhưng thực chất là lợi dụng nhân viên bán hàng không để ý để lấy cắp tài sản. Nhìn thấy cô nhân viên để chiếc ba lô là mục tiêu trên một chiếc ghế gần ngay quầy tính tiền, người phụ nữ này tiến đến ngồi cạnh. Sau khi làm động tác giả, hết đứng lên rồi ngồi xuống, vờ xem hết chiếc váy này đến chiếc váy khác. Với thủ đoạn rất tinh vi và nhanh gọn, bà ta thò tay vào trộm điện thoại trong lúc nhờ nhân viên tìm size vừa ý cho mình. Được biết người phụ nữ đi xe hiệu Vision màu đỏ, tóc nhuộm hơi đỏ và đeo nhiều vàng. Vụ việc diễn ra tại shop thời trang ở phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Một vụ tai nạn giao thông vô cùng xót xa vừa xảy ra trên tuyến quốc lộ 14, đoạn qua xã Minh Lập, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước, khiến rất nhiều người dân xung quanh không cầm được nước mắt. Theo đó, một người bà chạy xe đạp chở cháu nhỏ đi học, thấy xe ben đang dừng chờ qua đường nên người bà đã vượt qua. Bất ngờ xe di chuyển khiến cho hai bà cháu lọt dưới gầm xe ben. Diễn biến tiếp theo của vụ việc này ra sao? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều ngày 12 tháng 9, xe ben biển số 93LJ00335 do tài xế Tinh Tùng ngụ tỉnh Bình Phước điều khiển lưu thông trên đường DT765 ra quốc lộ 14. Khi đến đường giao nhau giữa đường DT756 và quốc lộ 14, tài xế xe ben từ từ chuyển hướng di chuyển về hướng thành phố Đồng Xoài. Cùng lúc này, bà L 72 tuổi ngụ huyện Chân Thành dẫn bộ xe đạp đi trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Tây Ninh đi thành phố Đồng Xoài. Phía sau xe đạp có cháu trai 5 tuổi. Bà N dẫn xe ngang qua phía trước đầu xe ben, bị xe ben tông trực diện cuốn cả hai bà cháu vào gầm xe. Bà L bị bánh xe cán qua người, được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó. Cháu bé 5 tuổi không bị thương, đã tự bò ra trong gầm xe ben ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Toàn bộ vụ tai nạn được một camera ghi lại. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông công an huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tình huống sau đây còn khiến mọi người rùng mình hơn khi một đứa trẻ cũng lọt vào điểm mù của xe tải nặng, không những bị tông thẳng lọt vào gầm một lần mà đến tận hai lần đứng dậy và bị cán trúng. Thật không hiểu điều gì đã khiến cậu bé thoát khỏi tử thần một cách đầy kỳ lạ như vậy. Như quý vị đang theo dõi trên màn hình, lúc này cậu bé đang đứng chơi thì chiếc xe tải nặng này đã di chuyển đến và dường như không nhìn thấy sự xuất hiện của cậu bé tầm 6 tuổi đang đứng phía trước nên xe đã tông thẳng cuốn đứa trẻ vào gầm. Cậu bé lầm cơm bò dậy thì xe tải lại tiếp tục di chuyển tới, tiếp tục cán nhẹ qua chân cậu bé. Lúc này cậu bé thoát ra ngoài trong sự hoảng loạn. Theo một nguồn tin cho biết, chiếc xe này không có tài xế đậu chiếc xe này ở đây rồi đi uống cà phê nên hoàn toàn không hề biết vụ việc cho đến khi được thông báo. Cậu bé chỉ bị trầy xước nhẹ ở chân.